Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 31 tháng 1, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đã đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, bệnh binh Đặng Văn Dần, thương binh Đỗ Quang Hòa, xã Minh Tiến, vợ liệt sĩ Trần Thị Tường và thương binh Lưu Mạnh Hùng ở xã Lam Sơn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình đón một năm mới mạnh khỏe nhiều niềm vui đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách người có công để giúp họ vươn lên phát triển kinh tế có đời sống ấm no góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh